Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi. Uống này xong đậm này xong hết đắng, 2-3 hôm nữa khỏi. Đây là tế bào gốc. Khỏe chưa? Đấy, hàng bệnh viện trở về đấy. Thôi ra nào, quê đây cho. Đấy, ngồi ăn cơm con này anh Quyết kìa. Mình đang về nhà cô mà hôm trước, cách đây 3 ngày vẫn ở viện mà. Đây là cô ruột của mình, năm nay cô 64 tuổi. Hôm nay thì sau về trong tình trạng bệnh viện gần như đều là đòi về rồi. Về nhà thì hôm nay là cô đã đi đại viện được và ăn uống được rồi. Đây là cái sớm là đây là con của cô. Sớm nói là hôm nằm viện là tình trạng như nào? Tình trạng là bà ấy trắng phổi, tức là phổi không còn chức năng. Tim to hơn người bình thường. Gan coi như cũng là to ở rồi. Gan suy tim giai đoạn cuối. Suy tim giai đoạn cuối. Gan là các cây chức năng của lục phủ ngũ tạng. Là coi máu ấy mà coi lượng CO2 là lên đến người bình thường là 35, bà lên 90 rồi, vượt 90 rồi. Hôm nay thì khỏe rồi, tay ấm biết rồi, hôm nào rồi. Hôm nay khỏe hơn được không? Khỏe hơn, ăn uống ngủ giấc là ngon này. Đi ngoài được rồi, đi tiểu được chưa không? Đi rồi, kéo qua đi rồi. Tức là đi ngoài đi tiểu được rồi, hết rồi. Trong khi đấy bệnh viện về rồi. Tổng cộng là tầm 2 tiếng. Chân qua này nó sưng. Chân bà nó sưng. Xin chào tất cả các anh chị các bạn trở lại xem cái video này. Và cái video này là hôm nay là rất là ngày 15 tháng 2 năm 2019 thì tôi về quê, tức là rất nhiều anh chị mong muốn là xem lại cái video của cô ruột của tôi mà từ ngày 30 tháng 4 đúng không ạ? Từ lúc mà ở bệnh viện Vĩnh Yên mà trả về đến ngày hôm nay thì cô cũng dần dần lấy lại được sức khỏe. Thì sau đây là Quyết xin lời chia sẻ của con trai cũng là em của mình xem là cái lúc mà bệnh viện Vĩnh Yên là như nào. Sớm chia sẻ cho cái lúc ở bệnh viện Vĩnh Yên thì hầu như là lúc đấy các bác sĩ là chuẩn đoán là bà ấy kém cho về. Bệnh tật thì lúc đấy cũng nặng rồi. Về dần dần uống thuốc là bạn dùng thuốc của anh Quyết là bạn cũng hồi dần. Vâng, thì các anh chị biết là từ cái trường hợp bệnh viện là xác định là cô là bị suy tim độ 4 này, là phế phổi là gần như là cũng yếu và gần như là phế phổi là cô là bởi vì bạn bị lao phổi từ những năm 86. Ngoài ra thì lại còn bị cả vấn đề về suy thận nữa. Và qua cái vấn đề suy tim và sức khỏe thì suy nhược của cô làm rất là vất vả. Nhưng mà qua đến thời điểm hiện tại này thì sức khỏe của cô cũng đỡ đi rất là nhiều. Tức là trước khi mà từ viện về thì thay vì phải mà dùng cái máy trợ thở thì bây giờ thì cô chỉ phải dùng vào buổi tối thôi. Bây giờ cô cảm thấy sức khỏe có tốt như nào không? Nó thì cũng làm cháy nóng đỏ rồi là mình cúng qua đấy rồi, hiện giờ đang cúng. Vâng. Thế nhưng mà không dài khỏi. Cô ăn được không ạ? Thì ăn được, ăn uống ngủ được. Vâng. Cứ tối đến thì trông thở đó. Vâng. Thế nó còn về không thở. Vâng. Thế là trông cháu thì dẹp dậy nhà của nó. Vâng. Đấy, cháu người kia nữa. Và bây giờ thì cô tức là ăn cũng ăn được đúng không? Hôm nào là cháu sẽ gửi cái nấm chaga về cho sớm thì cô dùng với cùng cho chú dùng nữa. Nhớ là chỉ cho đừng có đem ra đây mà cho mọi người uống. Cái đấy do cô chú dùng uống riêng này. Uống riêng. Nhưng mà uống thì trong nếu mà chưa chú cát thì cho nhớ uống theo sát ông uống. Xong hãy tầm lửa tháng là mình có thể đo, thì có máy đo đường đúng không? Có. Có máy đo đường. Đấy, cái cần. À không, em chưa. Cái máy đấy cũng rẻ mà. Cái máy đo đường huyết cũng rẻ. Em mới có máy đo nhịp tim của bà. Thôi không có đo đường huyết. Đo đường huyết nó đơn giản mà. Thế khoa mà ba cái nấm đấy là người mà tiếp đầu là khoái lắm. Đúng không ạ? Cái máy cái nấm thì cháu thì chống có nhiều bệnh nhân dùng, thì kể cả như chị Tính Nam rồi ấy, cũng bị thoát vị đĩa đệm gai đôi cột sống, dùng có 2 hộp tế bào gốc ấy. Với lại dùng 1 cân nấm, giờ là con nuôi bảo gần như khỏi hoàn toàn. Mà trong đó là trước đấy là mình hỏi bác Quất là để đi mổ ở Việt Đức, Quất Cang. Nhưng cái nấm đấy đắt nhỉ? Cái nấm đấy ở đắt à? Thực ra nó rất là rẻ, vì như cháu đang lấy 1,5 triệu mà dùng 1 tháng thì nó là vẫn là rất là rẻ so với lại một cái khác. Nó rẻ hơn cả nấm lim xanh, là rẻ hơn cả nấm linh chi, mặc dù nó tốt hơn các nấm kia rất là nhiều. Vâng, thì chia sẻ anh chị đây là giấy là ra viện của cô ấy, lúc là đầu tiên là suy hô hấp mãn tính này, giãn phế quản này, tâm phế mãn này. Đấy. Đấy là bệnh lâm sàng là suy tim này, tâm phế mãn này, khó thở về đêm này, phù chân này, da sạm, môi tím, nhịp tim không đều, không có tiếng thổi, phổi thông khí thì không đều, nhiều da le ẩm, bụng thì mềm, hở van 3 lá, buồng thất phải giãn, suy tim, thất trái nhỏ, phế phổi yếu. Kết luận là và giãn phế quản phổi 2 bên này, giãn phế lang thủy phổi trái, tràn dịch này, khoang màng phổi 2 bên này, suy tim. Nhưng ngày hôm nay thì từ ngày 30 tháng 4 đến giờ thì ngày hôm nay cũng là như này, là rất là tuyệt vời rồi. Giờ cô thì cũng đã có thể làm những việc nhẹ nhàng trong nhà và trông được cháu, mà bây giờ còn trông được cả chú nữa. Đấy, thì ngày hôm nay cũng như mọi người mong muốn thì Quyết đã chia sẻ cái video này, thì rất hy vọng rằng cô bác anh chị nếu có vấn đề về sức khỏe thì có thể là liên hệ với trực tiếp cho số điện thoại của Quyết, hoặc là 0902 284 189 hoặc là 0975 778 99. Có thể Quyết sẽ hỗ trợ chia sẻ cho cô bác anh chị những giải pháp làm sao để chúng ta phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Và bây giờ thì xin chào và tất cả hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những cái video của những người tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.